Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Tôi là cha Lê Thành Nhân và cha Giuse Nguyễn Văn Xưa, cha Thomas Toretkiu, thầy phó tế Clement Baffo, và hôm nay chị Huệ sẽ là người đọc sách. Chúng ta vẫn nghe câu thơ là bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, nói đến tình thương của Chúa trang hòa trong đời sống của chúng ta và luôn luôn mời gọi chúng ta đáp trả. Đó chúng là ý nghĩa của bài dụ ngôn hôm nay mà Chúa nói về những người tá điền làm vườn nho. Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết, nhưng họ chỉ có dạ dạ vân vân mà lại không làm theo ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn biết mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu của Chúa và đáp trả lại tình yêu của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta đến với Chúa và xin Ngài ban ơn tha thứ. Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Domenico Phan Văn Đường, Anna Trần Thị Ngọc Ngoan vừa mới qua đời và các linh hồn mồ côi, đặc biệt là ý chỉ tạ ơn được chữa lành. Xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa thống hối những lỗi lầm của chúng ta và xin Chúa ban ơn tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa tất cả chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhóm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mời chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ta tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng giữa vườn. Anh xây một vọng gác rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dài. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa ruộng vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vắng tiếng khóc than. Đó là lời Chúa. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Gốc nho này Chúa bâng từ Ai Cập, đuôi chư dân lấy chỗ mà trồng, nhanh vươn dài tới phía đại dương, trồi mọc xa đến tận miền sông cả. Vườn nho của Chúa là nhà Israel, tường rào nó vậy sao Ngài phá đổ, khách qua
đường mặc sức hai mà ăn, heo rừng vào pha phách, dạ thu gặm tang hoang. Vườn nho của Chúa là nhà Israel, lạy Chúa tế càn khôn, xin trở lại từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hiệu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. Vườn nho nhà của Chúa là nhà Israel, chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. Vườn nho của Chúa là nhà Israel, nay Chúa là Chúa tế càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tòa anh tôn nhan ráng người, để chúng con được ơn cứu độ. Vườn nho của Chúa là nhà của Israel. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa. Và hoa trái của anh em tồn tại. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Listen to another parable. There was a man, a landowner, who planted a vineyard. He fenced it round, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went abroad. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his servants, thrashed one, killed another, and stoned a third. Next, he sent some more servants, this time a larger number, and they dealt with them in the same way. Finally, he sent his son to them. 'They will respect my son,' he said,
But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come on, let us take him. Let us kill him and take over his inheritance." So they seized him and threw him out of the vineyard and killed him. Now, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those servants? They answered, "He will bring those wretches to a wretched end and lease the vineyard to other tenants who will deliver the produce to him when the season arrives." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures? It was the stone rejected by the builders that became the keystone. This was the Lord's doing, and it is wonderful to see. I tell you then that the kingdom of God will be taken from you and given to a people who will produce its fruit." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình yêu Đức Kitô. Phụng vụ của Chủ nhật 2 tuần trước, giáo hội dẫn chúng ta đi vào lòng thương xót của Thiên Chúa qua hình ảnh của một ông chủ vườn nho đại lượng và đầy bao dung với những người thợ của ông. Chủ nhật tuần này, Chủ nhật 27 thứ thường niên, phục vụ giáo hội lại tiếp tục dẫn chúng ta đi vào lòng thương xót của Thiên Chúa để khám phá ra Thiên Chúa là đấng nhân hậu qua dụ ngôn ông chủ vườn nho và các tá điền. Để chúng ta hiểu được dụ ngôn này một cách thấu đáo hơn, có lẽ chúng ta cần dừng lại một vài điểm chốt yếu trong bài dụ ngôn này. Chúng ta thấy ông chủ trong dụ ngôn là một ông chủ rất chu đáo và rất tỉ mỉ. Khi ông làm một cái vườn nho là rào rậu rồi khoét bồn đạp nho rồi xây tháp canh trước khi ông trao cho các tá điền để họ canh tác thu về hoa lợi cho ông. Và khi ông trao cho các tá điền cái vườn nho mà ông đã sắp sẵn chuẩn bị đó, thì ông luôn luôn mong đợi ở nơi những tá điền đó sẽ thu hoạch về cho ông những hoa lợi. Và ngày mùa đến, khi ông gửi các đầy tớ của ông đến để thu hoa lợi, thì những người tá điền này lại không nộp hoa lợi đã vậy rồi, lại bắt những cái đầy tớ của ông đi đánh đòn, rồi thậm chí giết đi. Thế nhưng ông chủ lại rất nhẫn lại, lại sai một cái tốp đầy tớ khác đến để thu hoa lợi. Và những người tá điền lại đối xử với những cái người này y như những người trước. Cuối cùng ông nghĩ rằng ông phải sai cái người con là cái người con quý nhất của ông. Và ông nghĩ rằng những người tá điền sẽ vì nể ông và vì cái người con này sẽ không có hành xử như thế với những người tôi tớ của ông. Thế nhưng những người tá điền đó đã bắt người con của ông và giết quăng ra khỏi vườn nho, hầu muốn chiếm đoạt cái vườn nho đó. Và ông đã nổi cơn thịnh nộ đến để hỏi tội những cái người tá điền này. Và Chúa Giêsu đã kết luận cái dụ ngôn đó rằng ông chủ vườn nho sẽ lấy lại cái vườn nho đó và trao lại cho những người khác biết sinh huê lợi hơn. Vâng, từ bài tin mừng đó chúng ta trở về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi Thiên Chúa cho chúng ta vào đời, Ngài cũng sắm sẵn cho chúng ta một trái đất rất đầy đủ với tất cả những vẻ đẹp của muôn chim cẩm thú trên trái đất này. Và tất cả những cái có trong trái đất này là để cho con người. Và Ngài đã đặt con người vào cái trái đất này để mà canh tác trái đất này và để sinh huê lợi cho Ngài. Một ông chủ rất tuyệt vời, đúng không thưa anh chị em? Và rồi
Ngài còn ban cho mỗi người chúng ta kèm theo đó biết bao nhiêu những ân sủng riêng khác, nào là linh hồn, nào là thân xác, nào là trí khôn, nào là tiền bạc và những tài năng khác. Ông chủ mong đợi cái gì? Ông chủ mong đợi rằng chúng ta sẽ sinh cho ông chủ những cái hoa màu, những cái hoa lợi mà ông đặt niềm tin vào nơi mỗi người chúng ta. Thế rồi mùa thu hoạch đến, chúng ta có sinh cho ông chủ được những hoa lợi không? Chắc cũng có, nhưng cũng không thiếu những người mà chưa sinh được cho ông chủ những cái hoa lợi, nhưng ông chủ vẫn nhẫn nại chờ đợi tiếp tục ban những ân sủng này, những ân sủng khác, thời giờ, cơ hội để những người đó sinh hoa lợi cho ông chủ. Và rồi cái ngày ông chủ đến để mà thanh toán với mỗi người tá điền, mỗi người chúng ta, là cái ngày mà Chúa đến với mỗi anh chị em chúng ta trong cái giờ chết đó, thưa anh chị em. Và cái giờ đó là cái giờ mà nó sẽ có hai cái sự kiện xảy ra. Một là ông chủ sẽ nói với những tá điền, với mỗi người chúng ta rằng là hỡi những đầy tớ tốt lành, hãy vào hưởng gia nghiệp của Chúa ngươi, vì ngươi đã trung thành với những điều mà chủ đã giao cho ngươi. Ngược lại cũng xảy ra khi mà những cái người tá điền không có sinh hoa lợi, thì ông chủ sẽ nói y như là trong bài dụ ngôn, hỡi những đầy tớ vô phước, ngươi, ta sẽ lấy khỏi cái vườn nho những ân sủng này khỏi tay ngươi mà trao cho những người khác biết làm hoa lợi hơn. Vâng, đó là hai cái câu mà có lẽ là chúng ta nên suy nghĩ trong cuộc sống mỗi anh chị em chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời người ta thường nói chúng ta hơn nhau ở chỗ là chúng ta biết nắm bắt cơ hội và biết tận dụng cái cơ hội đó. Bởi vì những cái cơ hội nó đến trong đời chúng ta, có nhiều khi nó chỉ đến một lần thôi rồi không hề đến nữa. Nhìn vào trong cuộc sống của mỗi anh chị chúng ta thấy có rất nhiều những cơ hội mà nó đến mà chúng ta đã bỏ qua, hoặc là chúng ta để cho nó thoát khỏi tầm tay của chúng ta và chúng ta không biết tận dụng nó, để rồi chúng ta hối tiếc và tiếc nuối vì những cơ hội đó đã vụt khỏi tầm tay của mình. Thí dụ như có những người nuối tiếc nói rằng, ồ, cách đây 3 năm nếu tôi nắm bắt cái cơ hội đó thì bây giờ tôi đã có bạc triệu trong nhà băng rồi. Hay là một anh công nhân khi lao động vất vả dưới ánh nắng với mồ hôi nhễ nhã, anh hồi tưởng lại quá khứ của anh và anh tiếc nuối rằng, ồ, giá cái ngày đó tôi chăm chỉ học hành cho đến nơi đến chốn thì bây giờ đời tôi cũng chẳng phải khổ như thế này. Đúng không thưa quý ông bà, anh chị em? Tóm lại, tất cả những cái hối tiếc, những cái tiếc nuối đó, những cái tiếc rẻ đó đều nói lên rằng chúng ta đã bỏ mất đi những cái cơ hội ngàn vàng mà đến với chúng ta và chúng ta để không tận dụng được, mà chúng ta để cho nó vượt khỏi tầm tay của mỗi người chúng ta. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đời sống thiêng liêng cũng y như thế. Tất cả những hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, những cái cơ hội Chúa trao ban cho chúng ta là để chúng ta được nên thánh. Linh hồn, thân xác, thời giờ, sức khỏe và tất cả những cái tài năng mà Chúa trao ban là giúp cho chúng ta được nên thánh, giúp chúng ta được tích lũy để chúng ta có phần thưởng mai sau trên nước trời. Thế nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng thì cái ơn thánh đó, cái cơ hội đó sẽ hết. Và lúc đó Thiên Chúa sẽ đến để mà tính sổ với mỗi người chúng ta. Nói tới đây tôi nhớ lại một câu chuyện xin được chia sẻ với anh chị em, một câu chuyện trong đời mục vụ của tôi. Có một lần tôi đi tham dự một bữa tiệc thì có một cái anh đó, anh đến, anh ấy nói với tôi như thế này. Cha ơi, con có muốn có cái câu hỏi này, muốn hỏi cha tí, cha có thể giúp được không? Thì tôi nói là vâng, anh cứ nói đi, cái tôi có thể giúp được anh cái gì thì tôi sẵn sàng. Thì anh ta nói với tôi rằng, trước khi con lập gia đình ấy, thì con cũng là một người giáo hữu rất là ngoan đạo.
đến thánh đường thường xuyên hàng ngày, và đặc biệt là ngày Chủ nhật là con không bao giờ bỏ thánh đường. Rồi con còn tham gia ca đoàn để làm nhiều những cái việc bác ái, tham gia những hội đoàn kia. Thế nhưng mà từ ngày con lập gia đình á, thì cha biết đó, gánh nặng gia đình lúc này con một vợ ba con, bao nhiêu những cái khó khăn đè trên vai con. Nhiều khi ngày Chủ nhật con chỉ còn có ít thời gian thì lại phải giao lưu với bạn bè. Cho nên con đã bỏ thánh lễ Chủ nhật lâu lắm rồi, con chẳng đến được thánh đường. Và con cũng chẳng có tham gia những cái hội đoàn đạo đức nữa. Trong con có một cái áy náy thương tâm, nhiều khi con cũng thấy rằng tiếng Chúa đánh động con ấy, nhưng mà con tự an ủi lòng mình rằng Chúa ơi, xin Chúa thông cảm cho con, bởi vì lúc này con quá nhiều những cái trách nhiệm và các bổn phận, nào là với gia đình, với con, với vợ, rồi những cái bổn phận trách nhiệm đó, cho nên con chẳng có thời giờ cho Chúa. Thôi xin Chúa thông cảm cho con, để rồi khi nào con tới tuổi retire ha, con có nhiều thời giờ, lúc đó con sẽ dành tất cả thời giờ cho Chúa. Và con nghĩ như vậy có đúng không hả thưa cha? Thưa anh chị em, thì anh chị em nghĩ rằng tôi phải cho anh cái lời khuyên như thế nào? Thì tôi mới nói với anh nghĩa rằng, anh bạn à, anh có chắc rằng tới lúc mà Chúa cho anh tới tuổi retire đó, anh còn đủ sức khỏe để anh đến thánh đường tham dự thánh lễ không? Anh nghĩ rằng anh lúc đó anh có đủ sức khỏe để anh cầu nguyện với Chúa một ít thời gian không? Và anh có nghĩ rằng đời sống của con người của chúng ta, sống nay chết mai, nào ai biết được? Vậy thưa anh, tất cả những cái gì Thiên Chúa trao ban cho anh lúc này, những cơ hội anh đang có là sức khỏe, là tài năng đó, những cái bổn phận anh phải làm đó rất tốt. Thế nhưng anh cũng còn một cái bổn phận là phải dành cho Thiên Chúa nữa. Anh đừng có để cái bổn phận đó tới ngày mai. Tại vì tới cái lúc mà tôi nghĩ rằng, cái lúc mà Chúa cho anh tới tuổi retire rồi đó, anh sẽ không còn đủ sức khỏe để anh làm những cái việc tôn thờ Thiên Chúa nữa đâu. Cho nên anh hãy nắm bắt lấy những cái thời giờ, những cái cơ hội Chúa ban anh lúc này để anh làm giàu cái phần thưởng của anh trên nước trời, và anh để anh sinh được những cái hoa lợi mà Thiên Chúa đang mong đợi ở nơi anh, chứ đừng đợi để đến ngày mai. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn đợi chờ mỗi người chúng ta. Ngài luôn luôn trao cơ hội, và Ngài luôn luôn trao cho chúng ta rất nhiều những ân sủng để đợi chờ chúng ta. Không phải Ngài không biết những cái lỗi lầm của chúng ta đâu, Ngài biết những cái thất tín, những cái bội bạc của chúng ta, nhưng Ngài vẫn chờ đợi, vẫn trao ban những cơ hội đó. Và Ngài mong rằng chúng ta hãy biết tận dụng những cơ hội đó, bởi vì những cơ hội đó không phải có mãi, nó chỉ có tới lúc nào đó thôi. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau trong cuộc sống để chúng ta biết tận dụng tất cả những hồng ân, những cơ hội Chúa ban để chúng ta nên thánh. Để rồi tới cái giây phút mà Chúa đến, chúng ta sẽ được Chúa nói một câu rất là an ủi và đầy yêu thương: hỡi những đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp đã dành cho người. Amen. Chúa đầy lòng yêu thương, Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta,
Thời quang phong siêu phi la tô, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Lời nguyện giáo dâng. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi chăm sóc cho vườn nho của Người để sinh nhiều hoa trái. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy cầu xin Chúa và dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Vườn nho của Chúa, các đạo binh là nhà Israel. Chúng ta cùng cầu xin cho các chủ vị chân và mọi thành phần dân Chúa luôn tích cực trong sứ vụ truyền giáo, để vườn nho của Chúa là Hội Thánh không ngừng phát triển như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Chúng ta cùng cầu xin cho các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới cảm nhận được bình an mà Thiên Chúa ban tặng qua sự cảm thông, đồng hành của những người thiện chí và quảng đại. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở lên viên đá gốc. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang có thành kiến với tôn giáo cách riêng là Kitô giáo được ơn hoán cải, biết khám phá và tin nhận Đức Kitô chính là đường, là sự thật và là sự sống cho nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đến mùa, Chúa sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức chu toàn tốt nhất phần vụ của mình, hầu đêm này điều nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng xã hội. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tiến trình bào tế vaccine COVID-19 sớm thành công, để cuộc sống nhân loại trở về bình an như lòng con người hằng mong ước. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời trong cơn dịch COVID-19 và những anh chị em chúng con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay: Dominico Phan Văn Đường, Anna Trần Thị Ngọc Ngoan và các linh hồn mồ côi được vào hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu, xin lắng nghe và chúc lành cho những ước nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn trung thành, sống theo ơn gọi của mình trong Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, vì Chúa sòng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu của ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, vì Chúa sòng ban cho chúng con. Rượu này là hoa màu của ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi đã sinh ra đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phòng mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin hầu tin hầu tăng chuông,
lang rong cap huang khao de kin tuang hao tang chong tuk men kung voi tuk jia huang francisco duk jem muk ferro chung gong và toàn thể hàng chào si. Xin Chúa cũng nhớ đến tất cả những anh chị em chúng con đã ra đi trong cơn đại dịch coronavirus và tất cả những linh hồn chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ hôm nay. Những người con này đã được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, thánh Martino và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người với người và trong người mà mọi chúng tư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ và xin đoái thương cho những ngày tháng chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúng ta cầu xin ơn bình an. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa mà đoái thương ban cho Hội Thánh, cộng đoàn, gia đình và mọi người chúng con được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là đứng hàng song và hiền trì muôn đời. Amen. Mình xin bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bền an cho nhau. Lạy trên thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Nguyện xin mình và máu Thánh Chúa Kitô cho chúng con được sống đời đời. Ôi thần linh Chúa,
đôi nghèo, kẻ đôi no giàu. Chúa nuôi đoàn con, này đầy bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hương nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tình muôn người. Tung hô vua trời, tổ phụ Israel. Ôi thần linh Chúa ơi, em diều khôn xiết. Trong bi tích thánh thể, con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bi tích thánh thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và mẫu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lạy xong, chúc anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Tình thương bao la dung thương.